Xác minh nhà giàu bị cấp sổ hộ nghèo ở Đắk Lắk. Thu nhập hàng trăm triệu đồng một năm, song một số hộ dân ở xã Krông Trinh, Mơ Đrắc, Đắk Lắk bỗng dưng bị nằm trong danh sách hộ nghèo, trong khi bản thân họ không hay biết, không được hưởng chính sách gì từ diện hộ nghèo. Cơ quan chức năng ở Đắk Lắk đang vào cuộc làm rõ. Ngày 14 tháng 6, Sở Lao động Thương binh và Xã hội Đắk Lắk cho biết, đã có văn bản yêu cầu Ủy ban Nhân dân huyện Mơ Đrắc rà soát kiểm tra thực hư nhiều gia đình khá giả bị đưa vào danh sách hộ nghèo. Ủy ban Nhân dân huyện này cũng mời đại diện sở cùng xác minh. Trước đó, người dân xã Krông Trinh, huyện Mơ Đrắc phản ánh nhiều gia đình khá giả ở địa phương vẫn có tên trong danh sách hộ nghèo như hộ ông Đào Văn Việt, Nguyễn Kim Trung cùng thôn 4. Bị phản ánh, bà Hồ Thị Hà, vợ ông Đào Văn Việt bất ngờ khi gia đình nằm trong diện hộ nghèo. Đầu năm 2021, khi nghe hàng xóm nói, thậm chí bị tố lên chính quyền xã, chủ đại lý phân bón này mới biết mình được chính quyền địa phương liệt kê là hộ nghèo. Khi biết chuyện, tôi hỏi ông Tuấn, trưởng thôn cũ, thì nhận câu trả lời. Đưa vào để thỏa mãn tiêu chí xã vùng 3 chứ không có chế độ gì, bà Hà nói và thông tin thêm, gia đình bà đã làm nghề kinh doanh phân bón gần 10 năm, không khó khăn đến mức phải xin hưởng chế độ chính sách hộ nghèo. Nếu được đề xuất, bà cũng không nhận, để cho những trường hợp khó khăn hơn. Không riêng hộ bà Hà, ông Nguyễn Kim Trung cũng bất ngờ khi bản thân có tên trong danh sách hộ nghèo năm 2016. Ông Trung làm nghề kinh doanh và chăn nuôi gia súc. Gia đình thuộc diện khá giả. Thậm chí, từ năm 2015, ông còn mua ô tô trị giá vài trăm triệu đồng. Nhà ông Trung khi nào cũng có 40 đến 50 con bò. Do đó, ông Trung đề nghị làm rõ việc ai là người tự ý đưa gia đình ông vào danh sách hộ nghèo và chế độ chính sách dành cho hộ nghèo ai nhận, ai hưởng. Chiều 16 tháng 6, Phòng Sở Lao động Thương binh và Xã hội huyện Mơ Đrắc, Đắk Lắk cho biết. Vẫn đang xác minh thông tin để làm báo cáo đầy đủ gửi Ủy ban Nhân dân huyện. Còn ông Y Thiếu Baya, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Krông Trinh cho hay, qua kiểm tra sổ sách, gia đình ông Nguyễn Kim Trung nằm trong danh sách hộ nghèo năm 2016, ông Đào Văn Việt có tên trong diện những hộ nghèo năm 2016 và 2017. Trên giấy tờ, những hộ này đã nhận các chế độ chính sách theo quy định. Còn thực tế họ nhận hay không hoặc ai nhận thì chính quyền tiếp tục xác minh, đối chiếu, ông Y Thiếu Baya nói. Theo quy định, hộ nghèo sẽ được hỗ trợ tiền điện 46.000 đồng một tháng, con em của hộ nghèo đi học được miễn nhiều khoản đóng góp, hộ nào khó khăn hơn còn được tặng gạo. Cũng theo ông Y Thiếu Baya, ngoài hộ ông Việt, ông Trung, chính quyền còn xác minh thêm 3 hộ dân cũng tại thôn 4 đã lọt vào danh sách hộ nghèo. Chiều 15 tháng 6 tại thành phố Hải Dương, Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Tỉnh ủy Hải Dương đã tổ chức hội nghị giao ban công tác tổ chức xây dựng Đảng 12 tỉnh thành phố khu vực Đồng bằng Trung du Bắc Bộ năm 2022. Tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai nhấn mạnh, để những văn bản chủ trương của Đảng đi vào cuộc sống, ban tổ chức các tỉnh thành ủy cần tập trung quán triệt, cụ thể hóa tổ chức thực hiện phù hợp với tình hình địa phương. Ban tổ chức các cấp ủy là cơ quan tham mưu giúp việc phải nhận thức đầy đủ, sâu sắc các quy định để triển khai hiệu quả các văn bản của Trung ương, đặc biệt là việc thực hiện luân chuyển cán bộ, khuyến khích cán bộ đổi mới sáng tạo và tạo sự đồng bộ mạnh mẽ hơn trong công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng. Đề nghị ban tổ chức các cấp ủy khẩn trương kịp thời tham mưu quán triệt cụ thể hóa và triển khai tổ chức thực hiện các chủ trương văn bản mới của Đảng như rà soát, bổ sung quy hoạch, luân chuyển để đào tạo cán bộ, đặc biệt là cán bộ trẻ. Cùng với đó cần đổi mới phương pháp, lề lối làm việc để nâng cao hiệu quả công việc tham mưu, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát công tác tổ chức cán bộ. Về vấn đề biên chế, đồng chí Trương Thị Mai đề nghị, sau khi có hướng dẫn của Trung ương, ban tổ chức các tỉnh, thành ủy cần có hướng dẫn cụ thể và phân bổ biên chế hợp lý. Thưa quý vị, Bộ Tài chính vừa hoàn thiện dự thảo luật giá sửa đổi nhằm khắc phục những tồn tại hạn chế sau nhiều năm thi hành. Theo đó, Bộ Tài chính cho rằng chính sách về bình ổn giá cần được hoàn thiện theo hướng linh hoạt trong các tình huống. Cụ thể, Bộ Tài chính đề xuất danh mục hàng hóa dịch vụ bình ổn giá sẽ được giao thẩm quyền cho chính phủ quy định chi tiết trên cơ sở các nguyên tắc chặt chẽ được quy định tại luật. Đồng thời, dự thảo đề xuất tăng cường phân công, phân cấp, rõ trách nhiệm trong việc triển khai bình ổn giá trên phạm vi cả nước và trên địa bàn. Dự thảo luật cũng bỏ các quy định về lập và sử dụng quỹ bình ổn giá. Ngày 15 tháng 6, Ngân hàng Nhà nước đã tổ chức buổi họp báo chia sẻ thông tin về kết quả điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng những tháng đầu năm 2022. Trong 6 tháng qua, cơ quan này điều hành nghiệp vụ thị trường mở, chủ động, linh hoạt nhằm đảm bảo thanh khoản cho các tổ chức tín dụng, góp phần ổn định thị trường tiền tệ. Trong 6 tháng đầu năm, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt,
phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa và các chính sách kinh tế vĩ mô khác nhằm kiểm soát lạm phát theo mục tiêu, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì ổn định thị trường tiền tệ và ngoại hối, đồng thời sẵn sàng cung ứng đủ nguồn vốn cho quá trình phục hồi và phát triển kinh tế. Chúng tôi cũng đã phải có các phương án tính toán để làm sao cái điều hành tiền tệ cùng với chính sách tài khóa, cùng với các chính sách khác nữa, làm sao thật uyển chuyển, thật hợp lý và tích cực nhất để kiểm soát được, ổn định được giá trị đồng tiền và kiểm soát được cái lạm phát theo mục tiêu mong muốn đề ra. Ngày 27 tháng 5 vừa qua, Ngân hàng Nhà nước đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn ngành triển khai chương trình hỗ trợ lãi suất 2% từ nguồn ngân sách nhà nước 40.000 tỷ đồng theo Nghị định 31 của Chính phủ và Thông tư số 03 của Ngân hàng Nhà nước. Về các cái quy trình thủ tục để vận hành cái gói này trong thực tế thì đến nay Ngân hàng Nhà nước đã hoàn tất xong cái công tác tổng hợp kế hoạch đăng ký hỗ trợ lãi suất của các ngân hàng thương mại và đã gửi tới Bộ Kế hoạch Đầu tư, Bộ Tài chính để Bộ Kế hoạch Đầu tư sẽ tổng hợp và báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc bổ sung dự toán chi nguồn đầu chi đầu tư phát triển năm 2022 để thực hiện cái chương trình hỗ trợ lãi suất 2%. Tính đến ngày 9 tháng 6, tín dụng tăng 8,15% so với cuối năm 2021, tăng 17,09% so với cùng kỳ năm 2021, phù hợp với diễn biến tích cực hơn của nền kinh tế. Nhờ đó đã góp phần kích hoạt mạnh mẽ các hoạt động kinh tế, tạo đà phục hồi các chỉ số vĩ mô, từ đó giúp nền kinh tế dần khôi phục và tăng trưởng. Tối ngày 15 tháng 6, Thành phố Hồ Chí Minh đã khai mạc chương trình mùa mua sắm năm 2022, Shopping Season 2022. Mùa mua sắm diễn ra từ tháng 6 đến tháng 12 năm nay là dịp để thúc đẩy sức mua, tăng lưu thông hàng hóa, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh. Mùa mua sắm năm 2022 với khẩu hiệu thỏa sức mua, đua sức sắm được tổ chức làm hai đợt, đợt một từ ngày 15 tháng 6 đến ngày 15 tháng 7 với chủ đề tưng bừng mua sắm hè 2022 và đợt hai từ ngày 15 tháng 11 đến ngày 15 tháng 12 với chủ đề rộn ràng mua sắm mùa xuân hướng đến năm mới 2023. Trong đợt mua sắm mùa hè, hơn 1.000 sản phẩm với mức khuyến mãi từ 30% lên đến 100% sẽ được tung ra tại các hệ thống bán lẻ mang lại cho người tiêu dùng cơ hội mua sắm lớn nhất trong năm. Hiện giờ đi vô là mình chỉ định mua là những mặt hàng cần thiết, nhưng mà nếu mình đi lát nữa mình thấy những cái gì mà mình thấy là giảm, khuyến mãi có giảm vậy thì tương đối thì mình cũng mua về để dành, để xài từ từ cũng được. Từ đầu năm đã làm việc với những cái nhà cung ứng, những cái nhà sản xuất ở rất nhiều những cái nhóm sản phẩm khác nhau. Chính vì vậy luôn luôn tìm được những nguồn hàng có một cái giá ổn định và cũng mong muốn là cung cấp đến những cái sản phẩm và dịch vụ đó cho khách hàng với một cái mức giá ổn định nhất, với một cái thời trong cái thời điểm này. Với một cái số tiền như vậy, khách hàng có thể mua được nhiều hàng hóa nhất. 1.358 chương trình khuyến mãi của 448 doanh nghiệp sẽ diễn ra đồng thời ở các hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại của Thành phố Hồ Chí Minh với phổ hàng hóa và mức khuyến mãi lớn trên tất cả các lĩnh vực. Thành phố Hồ Chí Minh trao quyền tự tổ chức các hoạt động khuyến mại cho các doanh nghiệp, giúp kích cầu hiệu quả, dễ tiếp cận cho người tiêu dùng. Khi mà họ đã làm cho chính họ để họ xây dựng thương hiệu, để họ chiếm lĩnh thị trường, họ gia tăng cái doanh số vân vân. Thì họ phải chăm chút và họ quan trọng là họ phải có trách nhiệm, họ giữ cái chất lượng, họ giữ cái uy tín. Và như vậy thì cái công tác kiểm tra kiểm soát của chúng ta nó thuận lợi hơn và nó hiệu quả hơn rất là nhiều. Mùa mua sắm và chương trình khuyến mãi tập trung quy mô lớn nhất năm không chỉ phục vụ nhu cầu tiêu dùng, sẻ chia gánh nặng chi tiêu với người dân thời bão giá, mà qua đó còn giúp kích thích tiêu thụ hàng hóa, góp phần khôi phục và phát triển sản xuất kinh doanh. Thành phố Hồ Chí Minh cũng hướng tới qua mùa mua sắm đưa Thành phố Hồ Chí Minh trở thành trung tâm du lịch mua sắm hiện đại, hấp dẫn. Mới đây, Chủ tịch UBND TP HCM đã yêu cầu các sở ngành của thành phố nhanh chóng tháo gỡ các vướng mắc tại 13 dự án nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố. Cụ thể, đối với 3 dự án gồm khu dân cư phường Long Trường, thành phố Thủ Đức, khu nhà ở Nguyên Sơn, huyện Bình Chánh, khu dân cư Hiệp Phước 1 thuộc khu đô thị Cảng Hiệp Phước, Chủ tịch UBND TP HCM giao Văn phòng UBND TP khẩn trương rà soát, tổng hợp, tham mưu xử lý trước ngày 30 tháng 6. Sở Xây dựng được giao hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện các thủ tục đầu tư xây dựng tiếp theo sau khi có kết quả thẩm định thiết kế của Bộ Xây dựng đối với 2 dự án, khu nhà ở phường Phú Hữu, thành phố Thủ Đức và khu dân cư Tân Thuận Tây, quận 7, các dự án khu nhà ở xã hội công ty EC tại phường Phú Hữu, thành phố Thủ Đức và chung cư nhà ở xã hội lô C1 khu dân cư Long Thới, Nhân Đức, khu nhà ở tại ấp 2 xã Nhân Đức, huyện Nhà Bè, khu dân cư số 6 thuộc khu dân cư công viên giải trí Hiệp Bình Phước, khu nhà ở Vạn Phúc 1 tại khu đô thị Hiệp Bình Phước và khu nhà ở công ty Đông Nam tại khu đô thị Hiệp Bình Phước, thành phố Thủ Đức cũng được yêu cầu khẩn trương rà soát, gỡ vướng hồ sơ pháp lý dự án.
Theo dữ liệu vừa được Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế công bố, Việt Nam đứng vị trí số 1 trong danh sách 25 nước có thị trường hàng không nội địa phục hồi nhanh nhất thế giới. Theo thống kê, 6 tháng đầu năm nay, lượng hành khách thông qua các cảng hàng không Việt Nam đạt 40,7 triệu khách, tăng 56,8% so với cùng kỳ năm 2021. Trong số này, chỉ có 1,8 triệu khách quốc tế và 38,9 triệu khách nội địa.